Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, ngành du lịch Lạng Sơn đang từng bước hiện đại hóa, sử dụng nhiều phần mềm tiện ích, thông minh để tiếp cận và thích ứng với du lịch thông minh. Đến Lạng Sơn du lịch, anh Duyệt rất hài lòng khi khách sạn này ứng dụng phần mềm trong quản lý điều hành, rất tiện ích cho khách hàng. Và trong quá trình đến đây sử dụng thì tôi thấy là có tích hợp các app để đặt đồ ăn các thứ, nói chung gọi đồ thông qua app thì rất là tiện cho những người trẻ như tôi. Và về cảm nhận của tôi thì thấy phòng ốc ở đây sạch sẽ, trẻ trung hiện đại và tôi nghĩ sẽ phù hợp với rất nhiều bạn trẻ. Khai trương và đi vào hoạt động tại Lạng Sơn gần 4 tháng, khách sạn này là một trong những cơ sở lưu trú tiên phong trong ứng dụng công nghệ 4.0, cung cấp những ứng dụng thông minh, thỏa mãn trải nghiệm của du khách. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, du khách có thể đặt phòng, làm các thủ tục nhận trả phòng, thanh toán, mở khóa và điều khiển phòng bằng điện thoại, gọi đồ ăn thức uống, gọi thang máy một cách tiện lợi. Vừa áp dụng công nghệ số vào thì chúng ta về mặt vận hành sẽ được tối ưu được nhân sự cũng như là con người trong phục vụ khách hàng để tập trung trải nghiệm cho khách hàng dựa vào công nghệ số. Để làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách đối với danh lam thắng cảnh của tỉnh Lạng Sơn, tạo ra sự mới lạ trong cách thức cũng như trải nghiệm của du khách, tỉnh Lạng Sơn đang xây dựng hệ thống tham quan thực tế ảo hay còn gọi là số hóa 3D danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hệ thống tham quan thực tại ảo chùa Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn sẽ vận hành vào tháng 11 tới. Khi mà du khách truy cập vào phần mềm thực tế ảo 360 độ thì sẽ được trải nghiệm những cái tiện ích rất thuận lợi, như là ví dụ như chúng ta có thể quan sát được hết toàn cảnh cái địa điểm du lịch đó. Ngoài ra thì khi mà các thông tin đưa lên thì chúng tôi cũng có cái phần tức là phần thuyết minh ảo, thì khi đó thì du khách khi mà cần tìm hiểu đến một cái điểm hay vị trí nào đấy thì cái thuyết minh ảo sẽ trả lời trực tiếp cho du khách. Chúng tôi cũng đang tham mưu sẽ sử dụng cái phần mềm QR code để tích trữ toàn bộ những cái hệ thống của cổng du lịch thông minh và các cái website, và cái hệ thống này chúng tôi cũng sẽ triển khai ở các cái điểm du lịch công cộng và các cái khách sạn, nhà hàng, để khi khách du lịch có nhu cầu tìm hiểu những cái thông tin về du lịch Lạng Sơn thì họ chỉ cần quét mã code thì tất cả các cái thông tin đó sẽ hiện lên một cái đường link ăn uống vui chơi và các điểm du lịch ở đâu thì sẽ liền được cập nhật. Tỉnh Lạng Sơn đang xây dựng hệ thống du lịch thông minh nhằm giải quyết và đáp ứng các nhu cầu tất yếu của khách du lịch, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch hiện nay. Từ đó, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, phù hợp với xu thế phát triển du lịch trong thời đại công nghệ số.